con. Đây, đây là một ấy da, trời trời trời, cắn không dữ vậy. À ơi, chú thương mà. Để nó cắn. Ủa, đây là em ruột của Diễm hả? Con tên gì? Tên gì? Nguyễn Văn Khoa. À, à có nhiêu tuổi? Nó kêu bằng bằng anh đi nha. Rồi à, ở trên thành phố hả? Phố là ở nhà trọ hay là ở đâu? À, hay là ở trong trường học? Nhà trọ phải không? À. Vậy rồi à, nhà trọ làm gì? Ba cũng ở, ba mẹ đi làm hết phải không? À, đi học thì về phòng phòng phòng. Rồi hổm ngày mà nghe cái tin chị gì sao? Có buồn không? Có khóc nhiều không? Buồn lắm phải không? Hôm nay là cái ngày cuối cùng mà để cho chị mà có nơi an nghỉ rồi đó. Chuột cái chị Diễm ở trên phố đem về luôn hả? Trời ơi. Mấy con? Đâu để anh coi anh. Ngồi 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 đây nè, ngồi đây nè. À, các bạn, các cô chú anh chị, thì ở đây là em của bé Diễm, thì mình cũng mới có biết luôn, tại vì sau này là chú Lập sanh em cung tí này thì mình không có biết. Bây giờ nó cũng đã lớn rồi, mấy tuổi? Mấy tuổi? Mấy tuổi? À, 8 tuổi. À, cái con này là cái con chuột mà chị Diễm nuôi ở chảnh hả? Con có tặng quà, nuôi quà gì cho con. Chị... con năm nay năm rồi. Chị Diễm nuôi ở trong phòng hả? Dạ, chị Diễm nuôi xong rồi cho chăm anh. Chăm anh không có thời gian để cắt. Rồi, rồi bây giờ ai nuôi con chuột này? À, gán nuôi cho chị đi nha. Gán nuôi cho chị vậy à, lâu lâu á. Lâu lâu anh em ra ngoài cái mã ngoài cho nó bò vòng vòng rồi mình bứt cỏ cho nó ăn ha. À, giúp chị nuôi con chuột này nha. À, trời nhìn chuột thấy cưng rồi mọi người. Chuột này có bé Diễm nữa không? Không chuột miếng. Thấy cưng. Rồi mấy cưng gán nuôi con chuột của bé Diễm nha. Cho nó ăn đi bé. Trời, trời nhìn chuột mà thấy cảm động quá. À, chuột cái gì nó cũng ăn mọi người. Nó ăn cái gì cũng ăn. À, chuột rất là dễ thương luôn. Chuột này đang ăn cành dừa luôn á. Thọc tay vô là nó không có cắn nữa mọi người. Ở đằng kia có chó gì? Dễ thương có chó gì? Bỏ tiền ha con. Đây, đây là một. Ấy da, trời trời trời. Cắn không dữ vậy. À ơi, chú thương mà, đừng có cắn nha. Đừng có cắn nhau. Không quen người lạ đâu. Con lại con quen rồi, quen rồi, quen rồi. Mới khen thấy cưng mà cắn cái liền ha. Đây là con chuột của bé Diễm nuôi hàng ngày này nha mọi người. À, bắt từ ở trên thành phố về để cho em út của bé Diễm 8 tuổi giờ nuôi con chuột này. Còn sót. Chỉ còn sót lại có con chuột con bọ. À, con bọ. À con bọ. Dòng họ của chuột. Đừng có cắn chú nha con. Nha. Ê! Đó, cắn nữa. Trời trời. Để tay ngay miệng người ta không cắn. Thế cưng, thế cưng. Chào chị Phương Trần nha. Chào chị Nguyễn Thường nha. Rồi, con chào tất cả của chú anh chị trên kênh. À. Con chuột mẹ ăn cỏ hay ăn gà gì cũng ăn được chưa á. À. Con chuột mẹ nó ăn ngoan lắm. Cái đồ mà nó biết ăn nho luôn á. Cắn tàu hôm bữa. À. Thôi tao dục bỏ không khỏi cho mẹ ăn luôn á. À.
tô mướn á. Sao giờ hai con rồi? Ừ, hai con này. Sao tô mướn? Thấy cái chút xíu rồi chị hai. Còn một con nó đi nó quạo nó cắn gì giờ. Cái dễ thương nói chuyện cũng tế nhị mà cũng biết nói lắm chứ bộ. Nói sự thật luôn. Là điện thoại của chị Diễm khi mắt là đã bị cháy hết. Và cái xương của cái hình hài của Diễm thì rất là đen, nhưng mà chồng vô là cái bọc trắng. Là có nghĩa là lòi xương luôn. Lúc đó bé thấy đó là lúc đó là để tặng liệm của bé Diễm để đưa linh cữu của bé Diễm để về nơi quê nhà của anh chị. Nên mấy bé này cũng có đi theo. Trong gia đình tất cả của anh chị mà quân nhà thăm để cho gia đình trong lúc tan gia bó lót nội đó là nội con bé nội rất mắt nước mắt tự chảy rồi rồi thôi rồi đi tới 9 giờ nó mới vô thôi. Thì mấy bên mấy anh bên đội thiện nguyện đang phỏng vấn người nhà ông nội của bé Diễm và ông bác bé Diễm. Anh ngồi nghỉ đi để tôi làm một miếng cà phê cho lúa anh thẻ lại à. À tôi rước một cái con ngồi lấy cà phê ở đây cũng còn lại dân cụ cụ khúc ở đây đi làm cho bác hai ly cà phê ở là gì cơ con chưa làm bác hai miếng này hả đi hỏi đi hỏi. Thì còn một mâm để chờ mấy anh YouTuber vô ăn mà buổi sáng ai cũng ăn xong rồi hết. Thì đợi tới trưa mới ăn. Còn ở đây thì bà con dòng họ của bé Diễm kéo đến chia buồn và ăn uống xong thì cũng sẽ làm một cái buổi lễ tang ăn để có sức khỏe làm một cái buổi lễ tang cho bên đội mai táng đã đến nhà của bé Diễm nha mọi người. Thì một tiếng hai tiếng nữa thì sẽ bắt đầu một cuộc lễ tang của bé Diễm để đưa bé Diễm một cái nơi an nghỉ cuối cùng. Đâu chưa? Đâu đi rồi. Hay quá anh ơi. Bên mấy anh quay phim thì đang live stream trực tiếp để phát sóng video. Mà có rất là nhiều anh em bên YouTube mà quan tâm nha mọi người. Đây là có anh Bagagina rất là đẹp trai đi phát trực tiếp nha mọi người. Còn đây là anh Huy Food đang live trực tiếp nhìn rất là đẹp trai luôn.